Chào quý cô chú anh chị, hôm nay tối dài Nhật Cần Thơ em lên cái dài Nhật nha quý cô chú anh chị. Dài nam dài nữ vừa về à, quý cô chú anh chị mình coi kích thước giùm em size kiểu dáng, nếu ok thì mình chốt giùm em cái mã số gồm 4 chữ số nha. Hàng bên em dài vừa về cho nên quý cô chú anh chị mình chuyển khoản trước thì bên em sẽ ship. Toàn là dài Nhật, chủ yếu là da thật, nếu không phải da thật thì bên em sẽ báo và sale cực sốc cho quý cô chú anh chị nha. Nói chung là hàng mới, không lỗi. Bên em bán hàng si, độ mới đảm bảo 80%. Toàn là những cái nhãn hiệu nổi tiếng nha quý cô chú anh chị ha. Và dài, và nhất là dài nam thì em sẽ là về từ Nhật. Còn dài nữ thì em trước là em về từ Nhật dạng công sở nữ. Bây giờ em thêm một cái nhánh nữa để quý cô chú anh chị có nhiều sự lựa chọn, đó là Korea. Tại vì dài Nhật thì thường là những cái mã nó rất là nhỏ. Còn các chị mà chân to khoảng 39-40 thì mình không có để mình lựa chọn. Cũng như là kiểu dáng thì nó sẽ ít hơn so với dài Korea. Cho nên em thêm một cái nhánh dài Korea và tất nhiên là giá nó sẽ khác nha. Còn riêng ngày hôm nay sẽ là các siêu phẩm dài Nhật, dài nam và nữ Nhật. Toàn bộ cái video ngày hôm nay em sẽ là quý cô chú anh chị mình kiểm tra hàng trước khi nhận, chuyển khoản trước thì bên em sẽ đi đơn và mới về nha quý cô chú anh chị. Rồi em không tốn thời gian nữa, em sẽ lên những cái sản phẩm cho quý cô chú anh chị mình lựa chọn. Hôm nay em có hai cái đồ thể thao rất là đẹp luôn. Hôm nay có nhiều cái mã bút nha quý cô chú anh chị. Bút đẹp lắm, đợt này em về có mã bút, mình cứ tự nhiên mà mình lựa chọn ha. Rồi một cái đôi giày thể thao hàng thương hiệu đi, Reebok. Ôi ơi, cái đôi này nó nhẹ, nhẹ trên luôn ha. Những cái đôi giày thể thao mà thương hiệu này nó như là thương hiệu Adidas nổi tiếng vậy đó ha quý cô chú anh chị ha. Và mình sẽ thấy cái độ mềm nhẹ cũng như là cái sự chắc chắn kiểu dáng của nó thì khá là thời trang rồi. Quá trời đẹp luôn, mang nó cực kỳ nhẹ, hàng như mới nha quý cô chú anh chị. Ở dưới như chưa chạm đất nè, nó sẽ dập ở phía dưới đáy là Reebok, size này nhỏ thôi, 35-36. Trên này nó sẽ có dập cái chữ là Reebok ngay tại trên đây. Bên trong em chưa coi nữa, đây hàng nó này là như mới luôn ha. Bên trong lót là lót dạng giày thể thao, rất là im nhẹ, ghi chữ Reebok nha quý cô chú anh chị, độ mới cao nè. Nó có mã code luôn, từ cái thương hiệu Reebok luôn. Made in Việt Nam, size của nó là size 35 khoảng 35, chân 36 phải cực kỳ thon nó mới vừa vào đâu này nha quý cô chú anh chị ha. Chân này hơi nhỏ, phải 39 là phải 38 là em đã lấy rồi, đẹp quá trời đẹp luôn. Nó nhẹ trên luôn, phía dưới như chưa chạm đất phần này nè. Độm lên tầm khoảng 2 cm, dưới đây độm lên khoảng 4 cm nha quý cô chú anh chị. Hôm nay em ngồi đây cho mình dễ để mình quay được nhiều sản phẩm nè. Quá wow, trời đẹp luôn. Size nhỏ thôi, 35-36 chân thon, 35 là đẹp nha quý cô chú anh chị ha. Rồi mình lên mã giùm em 8304 8304, em bán 450, 8304 giá cực kỳ rẻ nha. Những cái thương hiệu như là Adidas hoặc là những cái thấy dạo này người ta hay bán cái thương hiệu săn sale từ Mỹ đó quý cô chú anh chị là không dưới 1 triệu đâu nha. Bên em bán chỉ có vài trăm thôi, 450, quá trời rẻ. Em lại có một cái chiếc hàng soda của Nhật nè. Chiếc này thì màu hồng, size nó to hơn, size 37. Đôi này thì size 37 to hơn cái đôi màu trắng tí xíu. Cái chất của nó nhìn rất là chất luôn. Giày thể thao mang vô là đi cả thế giới luôn ha. Mang vô là chỉ có mình lên mình, đẹp quá trời đẹp luôn. Đây, nó dập thương hiệu hết giùm em luôn. Trên đây là không phải là soda của Nhật mà là BOAA. Rồi ở đây nó sẽ là da hết đồng bộ ha. Cái chất này là chất lưới. Đây là co giãn cái sợi dây, em không biết cách giãn ra. Đây dập hiệu hết cho em ha. Casino Made in Vietnam, size của nó là 240, size 37.5, 37.5, 38, nhưng mà em giảm xuống một size khoảng 37, 37.5 là ok nha. 37.5 mình chân thon thì ok, 38 thì phải chắc không vừa đâu. 37.5 ở dưới như chưa chạm đất. Chỗ này nó rất là đẹp nha quý cô chú anh chị ha. Rồi bên trong của nó là tất nhiên là phần xốp đây nè, mới tinh tươm hết giùm em luôn. Hai cái đôi thể thao của em là như mới nha quý cô chú anh chị ha. Độ mới khá là cao. Rồi em bán giá là 450 mã 8271. 8271 giùm em nha. Size 37 37.5 8271. Đẹp quá. Một cái đôi bút. Đôi bút này là size 40. Da thật cho quý cô chú anh chị. Hôm nay em có nhiều mẫu bút lắm. Mình coi đến cuối video đi, mình có thể lựa chọn thì chắc chắn là phải chọn được một sản phẩm à. Tại hàng bên đây đẹp lắm, đây là toàn là hàng siêu phẩm thôi. Và bút size 40, 39, 40 ok. Mình mang bút này đi ở những cái nơi như Đà Lạt ha,
Banana Hill hay gì đó, mặc dưới quần đùi ha, mặc thêm một cái áo gọi là áo vest ha, hoặc là cái áo lông, hiện tại cái áo lông hoặc là áo len gì đó là quá đẹp rồi. Trời ơi, đây nó có đầy đủ những cái phụ kiện hết nha với cô chú anh chị ha. Nó có một cái dây kéo bên trong, lót của nó là lót lông luôn, cực kỳ êm, chất da đẹp, size 39-40. Đế là đế cây, gót lên gót cây cao là tầm khoảng 5 cm giùm em, size 39-40. Rồi lên mã giùm em nào. Mã là 6277, 6277 650, hôm nay em sale là 400, 6277 400, có đôi này là được rồi ha, 400. Rồi em qua mã. Có một cái đôi bút màu xám ghi, xám đá hay xám ghi gì nè, màu này đẹp. Size này thì size của nó là 38, size 38, màu xám đá. Bút em để vô bọc nó hơi lâu tí xíu. Size 38 cho quý anh chị ha. Rồi, nó có bao chung hai bên. Nó bao chung này rất là đẹp luôn. Ở bên trong lót và lót da giùm em luôn nè. Nó có dập thương hiệu rồi quý cô chú anh chị, mình nhìn ở phía dưới là da ha. Rồi ở trên đây là da thật hết giùm em luôn. Đế cao lên tầm khoảng 5 cm. Đó, đẹp nha. Đây nó sẽ có cái phần chống chống trượt hết giùm em luôn. Rồi, lên mã giùm em. Dán mã ngược 390, mã 8364, 8364. Bút này người ta bán là trên không dưới 800 đâu nha quý cô chú anh chị ha. Rồi, em qua mã một đôi bút cổ ngắn. Size này là size 37.5, 37.5 bút cổ ngắn. Bút cổ ngắn màu đen. Nó sẽ có ở phía sau cái phần dây kéo. Bên trong lót là lót da đầy đủ, có phần bo chung này là cái chất vải hai bên nhưng mà nó có hơi co giãn nha quý cô chú chị. Co giãn nhẹ thôi. Các chị mình thấy ở bên trong lót cực đẹp luôn nè ha. Size 30 37 37.5 ở phía dưới mới tưng tơm như chưa chạm đất nha. Em bán giá 390, mã 8340, 8340 có bo chung kéo lên 8340. Một cái đôi dạng clip on buộc dây đẹp quá, đính hạt lên đầy đủ luôn. Size của nó là size 37, đôi này quá chất luôn. Chị nào mà biết phối đồ là mình lấy ngay đôi này 37. Giùm em. Trên đây là buộc dây, nó sẽ có cái thương hiệu nè ha, Steven Martin gì nè. Nó có dây kéo dập thương hiệu hết giùm em luôn, hai bên là hai dây kéo, đây thương hiệu nó nè. Đính hạt hết tất cả những cái này luôn nha quý cô chú anh chị ha. Ở phía sau nó có một cái phần bộ nhận dạng thương hiệu. Đây là kim loại màu trắng. Độn lên tầm khoảng 2.5 cm, dưới đây là 4.5 cm nha, đế như chưa chạm đất. Ở phía bên trong dập thương hiệu, lót và lót giống như giày thể thao vậy đó quý cô chú anh chị. Size này là size 37 thôi. Đá không mất hạt nào nha. Nó phối màu trắng đen cực kỳ chất luôn. Ở phía dưới đế như mới. Lên giùm em mã là 8328, 8328, 390, 8328. Một cái bút vải phối với chất da và ngoài tiết phân rắn màu nâu. Size này nhỏ thôi. 37-38, 38 chân thon nha. Tại vì cái bút này em thấy cái phân nó hơi nhỏ nè, cho nên 37-37.5. 38 thì chân phải cực kỳ thon thì mới ok. Cái bút này là vải phối với chất da. Rồi ở phía sau nó sẽ có cái phần dây kéo chỗ này. Bên trong lót mà giống như giày thể thao cực im luôn. Lót da lộn chỗ này ha. Đây buộc dây. Rồi cái chất này là mang lên quá trời chất luôn. Cái chị mà mình là biết phối đồ á, những cái bút như thế này. Còn em á thì em dở vụ phối đồ lắm. Ở phía dưới đây đế cao, gót cao tầm khoảng 3 cm, đế như mới ha. Em bán giá 390, mã 8341, 8341 giùm em. Size 37-37.5, 38 thì chân phải cực kỳ thơ. Một đôi giày Nhật cũng dạng buộc dây nè. Size của nó là 36, buộc dây size 36. Chất này là vải bố phối với màu vàng đồng. Size 36 thôi, buộc dây. Cái dây của nó là dây màu nâu. Đẹp quá. Gót cây, đế cây ở phía dạp thương hiệu Made in Japan luôn. Rồi, đế
Đế cây luôn, gót cao tầm khoảng 5 cm giùm em. Size 36 nha, trong ngoài đều là da thật hết giùm em, phối màu rất là đẹp luôn. Lên giùm em mã là 7933 450, 7933 450. Một đôi muốt da, da toàn bộ hết giùm em luôn. Size 37. Gia công tại Trung Quốc, phối với cái họa tiết trần trám. Trời ơi, con này đẹp quá. Size 37, phối họa tiết trần trám. Đây phụ kiện của nó là ba cái nấc kim loại phủ một lớp chống oxy hóa màu đen. Ở dưới đây thì nó sẽ có một cái lớp gọi là màu xám ghi. Đó, cái lớp này màu xám ghi. Đây mẫu trần trám, phối trần trám màu nâu. Nó có lon màu phần phía trên mu trên bàn chân nha. Nó sẽ kéo kéo chỗ này. Bên trong lót giùm em là lót lông luôn. Cực đẹp. Lót lông nha quý cô chú anh chị ha. Đó. Size 37, 37.5. Size 37 thôi. 37 thôi. Đây là mẫu trần trám nè, trần trám nè. Trời ơi nó đẹp quý cô chú anh chị ơi. Một cái đôi bút mà gọi là cực kỳ chất luôn, ở phía dưới như chưa chạm đất. Gia công tại Trung Quốc, size 37, 235, size 37 giùm em nha. Lên mã 8365, 390, 8365, 8365, 390 nhìn nó chất rồi. 8365. Một đôi dài, cột dây, công sở, size 38 giùm em. Chất da thì rất là mới, màu của nó là màu xám, xám nâu. Chất da mới tinh tươm nha. Đợt này em về nói chung là hàng rất là mới, các anh chị mình cứ yên tâm, yên tâm về độ mới giùm em. Chờ em chút xíu, có mình em làm nhân viên bữa nay cho, tại vì qua lễ cho bé nó nghỉ trễ trễ tí. Bên trong cho đi chơi cho thoải mái nè. Bên trong lót là lót da nhập thương hiệu này nha, quả tiết giống như của hãng heo quý cô chú anh chị nha. Chất da thì rất là mới, cái màu của nó thôi chứ da thì mới tinh tươm, dạng bít mũi nha. Rồi bên trong ở phần dưới đế này sẽ là lót da lộn luôn giùm em. Gót cây hàng Soda Design, Soda thương hiệu nổi tiếng của Nhật nha. Gót cao tầm khoảng 5 cm, em bán giá 390, mã 8331, 8331, size 38, 8331. Một đôi giày búp bê phối nơ size nhỏ nè, size 36 nâu bò. Búp bê giày bọt nha quý cô chú anh chị ha. Ở phía dưới đây nó sẽ là lót và lót da toàn bộ giùm em, phối cái nơ ở trên cái mũi nó hơi nhỏ, hơi bằng bằng tạo điểm nhấn ha. Dạng giày búp bê em bán 290, mã 8404, mã 8404, 290. Một đôi búp bê mang gọi là cực kỳ yên chân. Size là size 37 màu đen, đơn giản nha. Màu đen đơn giản mà đi mang cả thế giới giùm em, rất là yên chân luôn. Đây nó sẽ có làm cái họa tiết chỉ ở trên lần trên này ha. Bên trong lót là lót da dập thương hiệu hết giùm em. Chất da cực kỳ im luôn, nhẹ tên. Phía dưới là nhựa, phần nhựa chống trượt nha quý cô chú anh chị ha. Em bán giá 390, mã 8348, độ mới cao. 8348, 390, 8348. Một đôi size, trên giày nó ghi size 35, nhưng mà đôi này thì không phải size 35 đâu. Đôi này là size khoảng size 30, 36 chân thon được nha. 35, 36 chân thon, màu trắng phối với cái phần quả tiết ở phía trên màu vàng rất là đẹp nha quý cô chú anh chị ha. Hôm trước em có một đôi như thế này rồi, nhưng mà đôi này đẹp hơn. Cái đôi này ở trên đây nó sẽ mới hơn nè. Mình nhìn cái phần kim loại thì vàng đùng đúc đúc luôn ha. Và ở đây là nhựa nè. Còn ở dưới đây là cái đế nè. Nó đế nhựa, nhưng mà gót thì gót cây, phối với cái phần này là phần chất nhựa, sao mà nhựa trong đẹp lắm. Độ mới cao ha. Size của nó là trên giày ghi size 35, nhưng mà 35, 36 chân thon. Độ mới quá trời ok luôn à. Đôi này mang lên sang nha, màu trắng sữa nha quý cô chú anh chị ha. Rồi lên mã giùm em đi. Em bán giá là 290, mã 8413, 8413, 290. Một đôi buộc dây đi công sở giùm em. Rồi em
ha. Size của nó là size 37 nè, màu đen đơn giản nha. Một dây màu đen đơn giản size 37. Chất da của nó mới tinh tươm, da lì nha quý cô chú anh chị ha. Bên trong lót là lót da luôn. Đây, nó dập cái thương hiệu của Paris, hàng thương hiệu đến từ Paris. Đế ở phía dưới nè, lót là lót da luôn, thương hiệu đến từ Paris dùm em. Paris 240 size 38. Đó, dạng búp bê ha. Size 38 nhưng mà trên dài size ghi size 38, nhưng mà em thấy form này hơi nhỏ cho nên em ghi là size nhỏ hơn một cái là size 37, 38 phải thân chân thon mới được nha. 290 mã 8410. 290 8410. Một đôi giày nhật tối màu rất là đẹp, kèm theo nữ tính ha, size 36. Màu trắng sữa và trắng xám, size 38. Bột nơ ở phía trên nhìn rất là nữ tính, bên trong lót da thật giùm em nè. Gót cao tầm khoảng 3cm, phía dưới made in Japan giùm em ha, size 36, mã 7936, 350, 7936. Ở đây nó có cái hạ ghi dập cái thương hiệu Tokyo. Một đôi dao phủ bóng size 36, 37 thôi, 36, 37 thôi, màu đen, dạng đi công sở giùm em ha. Ở phía trên nó có họa tiết kim loại vàng óng ánh luôn. Ở phía dưới lót là lót da thật toàn bộ nha quý cô chú anh chị ha. Lót da thật giùm em nè. Bên trong lót da thật, đây là nó phủ một lớp bóng mang lên cực kỳ sang chân nha quý cô chú anh chị ha. Rồi 235 size 37, gót cao tầm khoảng gót cao tầm khoảng 3cm thôi. Size 36 37 thon, mã 8349 390, 8349 độ mới cao. 8349. Một cái đôi đi công sở được, đi thể thao được. Dạng dài slip on. Size của nó là size size 35 36 thon, 35 36 thon. Màu của nó là màu trắng trắng kim loại, gọi là trắng xám. Rồi nói chung là cái đôi này độ mới cao, buộc dây size nhỏ thôi, 35 36 thon. Phần buộc dây ở trên độ mới cao, nó còn kèm thêm cái dây kéo nha quý cô chú anh chị nha. Bên trong lót nè. Màu này là màu nhũ nhũ với ánh kim luôn á. Nó có cái lỗ thông hơi nha quý cô chú anh chị nha. Đây, lỗ thông hơi nè. Rồi, độn lên tầm khoảng, trên đây độn lên khoảng 2cm, dưới đây độn 4cm. Em bán 390 mã 8354, 8354 size 35, 36 thon độ mới ra. Dài nhật em về đợt này độ mới cao lắm quý cô chú anh chị. Mình yên tâm, chỉ có một cái là size của mình vừa hay không thôi. Một đôi size 36, độn chân. Chị nào mà đang cần tăng chiều cao lấy ngay đôi này, hoặc là cái đôi màu đen này giùm em ha. Size 35, 36 thon. Cái là chất da của nó mang cực kỳ im chân, mềm mềm mịn quá trời luôn, độn lên quá trời cao luôn ha. Trên đây độn tầm khoảng 3cm, dưới đây độn khoảng 5-6cm luôn. 230 size 36. Ở dưới cái phần chống trượt nó còn y nguyên những cái hạt chống trượt nha quý cô chú anh chị. Nhìn cái chất da của nó cực kỳ đẹp, đôi này đẹp chất, độn tăng chiều cao. Chị nào đang cần tăng chiều cao lấy ngay đôi này. Nó nhìn cái đôi dài tăng lên chiều cao khá là nhiều ha. Em bán 390 mã 8336, 8336, 390. Một đôi công sở nhưng mà phần đẹp nhất là phần dưới gót nè. Hàng OEM của Nhật nè. Size của nó là size ghi 230 size 36, nhưng mà này là 36 37 thon. 37 thon ok nha. Để thấy cái form này nó to. 37 thon ok. Đây mình nhìn cái đế nè. Cái gót quá trời đẹp luôn nha quý cô chú anh chị. Nhìn cái màu nó có hình bông hoa, ba cái hình bông hoa cành cây gì luôn ha. Size 36 37 thon. 230 nhưng mà size 37 ok nè, 37 thon ok. Phía dưới là da thật dập quả tiết, dập một thương hiệu là OSM, thương hiệu nổi tiếng của Nhật nha. Form này lên chân cực kỳ sang luôn. Nó ở dưới đây là đế như mới nha quý cô chú anh chị ha. Rồi lên mã giùm em nè. Em bán giá là 290 mã 8414, 8414 giùm em nha. 8414. Một đôi size 38, 37 38 thon. Kiểu của nó hơi lạ lạ, chất chất 37 38 thon. Rồi đôi này thì nó buộc dây ở phía trên, kèm theo đây nó có dây kéo. Đó. Lót bên trong là lót dạng lót vải. Chất da mới tinh trơm, da thật. Độn phía dưới lên tầm khoảng 4 cm. Những cái hạt chấm trượt còn ok hết cho em nha. Đó.
bên trong nè, rồi chữ Trung Quốc gì đó không biết luôn, chắc là gia công tại Trung Quốc. Lên giùm em mã 8337390, 8337390 để vô trong đây cho cái form mình nó đẹp tí. Một đôi công sở dạng sandal cao gót, sandal cao nó cao nhưng mà chắc cao lên tầm khoảng 5 cm. Đôi này là size lớn nè, các chị size lớn thì mình có thể vừa nè, size của nó là size 38, phối quá trời đẹp luôn. Sandal ha, sandal thì có đôi này đẹp nhất nè. Nó sẽ phối nơ trên đây ha, cái kiểu của nó là sọc đen trắng nha, phần khoen khóa đây nó vàng tinh tươm luôn, nó có cái hai cái chuông hai bên nha quý cô chú anh chị ha. Mình gài lại chỗ này giùm em, đế ở phía dưới đế là nó còn tinh tươm, mới tinh tươm ha, những cái chống chuột nè. Gót thì cao lên tầm khoảng 4 cm, có cái phần màu vàng đồng ở ngay chỗ này. Nói chung đôi này là không có gì phải chê, rất đẹp mới nha quý cô chú anh chị ha. Chất da này là chất da thật giùm em luôn. Rồi lên mã giùm em đi. Em bé giá là 390, mã 8362, 8362 390, 8362, đẹp mới. Đôi đi thể thao công sở hàng của Rockbox. Hàng Rockbox nhưng mà size nhỏ, size 35 thôi. Size 35. Hàng Rockbox màu đen. Những cái thương hiệu mà Rockbox mà em bán có giá vài trăm là rất rẻ nha. Nãy em bán có đôi đầu lai là 450, đôi này 399 thôi, là rất rẻ nha quý cô chú anh chị nha. Hàng Rockbox người ta bán là trên 1 triệu thôi đó, trên 1 triệu luôn á. Những cái thương hiệu nổi tiếng vậy đó, giống như Adidas rồi ha. Rồi, nó sẽ có bục dây, chỗ này dây kéo, bên trong lót là giống như là lót của phần giày thể thao luôn ha. Thương hiệu Rockbox, size của nó là size 35 thôi, 36 mà chân cực kỳ nhỏ, tại vì trên giờ nó ghi 22.5 nha quý cô chú anh chị ha. Đây dập thương hiệu chữ Rockbox nè. Đế như chưa chạm đất. Gót thì cao lên tầm khoảng 2 cm thôi. Nó độ mới chất da này yên tâm giùm em ha. Lên mã giùm em, chất nhẹ nhàng nha. 8343 398343. Một đôi cao gót. Đôi cao gót này là size 38 nhưng mà chân thon thôi. 37-38 thon. Một đôi cao gót 37-38 thon giùm em. Gót lên nó khá cao nè. Gót chắc tầm khoảng 7 cm đến 8 cm luôn á. Đây, quá trời đẹp luôn. Cái mũi nhọn nè, chị nào mà thích cao gót thì mình lấy ngay đôi này nha. Cái gót cao lên tầm khoảng 8 cm luôn. Size 37-38 thon. Phía dưới đây là lót da thật giùm em. Chỗ này như chó chạm đất rồi, có ba bắp thời gian rồi, nhưng mà còn khá là mới nha. Hàng Made in Korea giùm em nè. Rồi lên mã là 8448, 8448, 29, 8448. Rất là đẹp. Rồi đó mang lên sang lắm, chị nào mà đi cao gót được thì nên lấy. Một đôi size 36 Korea, màu hồng nút. Đôi này thì đẹp nhất là cái phần khoen. Đó, cái phần khoen ở phía trên đây là khoen đúc nha quý cô chú anh chị ha. Gọi là đầm mờ á. Đầm mờ này thì nó ít bị oxy quá lắm. Cái chất da của nó thì mới tinh tươm mà hồng nút nha quý cô chú anh chị ha. Size của nó là size 36 thôi. Đó, nhìn cái chất khoen động ở trên là đẹp nhất của cái đôi giày nha. Rồi chất da thì mới tinh tươm hết giùm em. Bên trong Made in Korea, lót da cực kỳ mới. Rồi, phía dưới đế cũng còn cái chỗ mà chống chuột luôn. Size 230, size 36, Made in Korea. Lên mã giùm em 8355390, 8355390. Phần khoen là đẹp đó. 8355. Em có một đôi màu hồng. Hồng gọi là hồng baby. Hồng baby này đẹp, dễ thương. Size 37. Hồng baby này là cái đôi hơi chất chất nha. Chị nào mà biết mang giày á, mình biết khối độ á, thì những cái đôi như thế này mình nên lấy. Còn như em không biết khối độ thì thôi, mình xài những cái đôi bé chịt đơn giản. Này thì nó sử dụng dây buộc ở trên vậy, mình có thể kéo tùy chỉnh vậy và mình buộc lại nha quý cô chú anh chị ha. Nó nguyên mô trên bàn chân nó là buộc lại luôn. Chất da của nó là da thật đẹp. Phía dưới đây nó có hai bên bo chung, có mã code luôn. Những cái hạt chống chuột ok, size 37 giùm em nè.
Rồi màu hồng nút ha, màu hồng nút size 37. Em bán giá 390, mã 8358, độ mới rất cao, rất là chất, 8358. Nó đẹp quá. Cái này mình biết phối đồ là quá xinh. Một cái đôi dạng công sở. Quá chật cao luôn à. Khoảng 8cm ha. Chất da thật toàn bộ hết giùm em. Size của nó là size 37 nè. Cao gót tới 8-9 phân luôn. Cái đôi dài cao gót đẹp. Đôi này là dạng vừa là dạng dài, vừa là dạng nó hơi có phối bút ha cô chú anh chị ha. Màu của nó là màu trắng xa, trắng màu trắng xám. Đây kim loại của nó còn khá tinh tươm. Gót cao tới 9cm. Đế của nó là đế cây luôn nè. Hàng thương hiệu giặt ngay chỗ này nha quý cô chú anh chị ha. Nó cái chất cái kiểu nó quá trời đẹp luôn. Trên đây nó độn lên tầm khoảng 2cm, cho nên chiều cao của anh này tầm khoảng chỉ còn 6cm thôi. Bên trong lót là lót da thật. Nó có phần này nè, lót da giùm em luôn nè ha. Nó có dây kéo hai bên. Rồi đôi này nếu mà chị nào mà mình mang được cao gót thì mình lấy nha. Em bán 390, mã 8359, 8359 giùm em nè. Đôi này thì không phải lúc nào cũng có đâu. Tại thường về Nhật về nó hơi trung trung mà, chứ không có cao gót nhiều đâu. Chị nào mà đang săn cao gót thì mình nên lấy. Trời ơi, một đôi này đẹp quá. Size này là size 30, size 35 thôi. Size 35, 36 chân thon. Nhưng mà nó hàng thương hiệu Charles K nha quý cô chú anh chị ha. Hàng Charles K của Paris. Đôi này mà nếu 38 là em đã để lại em mang rồi. Đang chỉ là size 35, nhưng mà do nó hở gót cho nên em da giảm 36 chân thon, ok. Cái màu xanh của nó cực kỳ đẹp. Hạt đây là nó không mất hạt nào nha quý cô chú anh chị nha. Rồi, cái mũi của nó nè, độ mới chất da thì yên tâm nè, cái mũi nhọn nha. Hàng Charles K. Charles K thương hiệu đến từ Paris ha. Nó ở dưới dập thương hiệu Charles K luôn, size 35, gót cao tầm khoảng 3cm thôi. Nói chung là cái đôi này không có gì phải chê, rất đẹp, chỉ có là mình vừa size hay không thôi. Rồi, đây. Nó dập đầy đủ thương hiệu hết tất cả giùm em ha. Đây là bằng cây luôn á. Gót mới cao. Rồi em bán 390, mã 8356. 8356 đôi này nên lấy. Hàng hiệu. Một đôi giờ ben size 37 thôi. Haruta. Haruta này là bữa hổm em có thấy túi á. Còn giờ là sẽ là dài nha. Size 37, mặc dù trên dài 240 nhưng mà khoảng chân thon mới ok, còn không sẽ là size 37 giùm em thôi. Ồ, cái đôi màu xanh này đẹp quá, mà size nhỏ, phải size to là em hốt rồi đó. Đẹp kinh khủng đẹp. Rồi, made in Japan nha. Công sở ở phía dưới dập made in Japan size 240 nhưng mà size 37 38 thon. Lên giùm em mã 8345, 8345 390. 8345 dạng dài đơn giản mà mang vô sang. Một đôi hàng thương hiệu Stock size 37.5. Stock thương hiệu đến từ Italy. Đôi màu cam này là thương hiệu lớn nha quý cô chú anh chị ha. Stock. Thương hiệu Stock là thương hiệu nổi tiếng giống như thương hiệu Mastercard của Mỹ vậy. Trời ơi, những cái thương hiệu này rất là khó tìm. Từ hồi lúc em bán dài tới bây giờ hình như em chỉ có cái đôi này là đôi thứ hai là em đã có được cái thương hiệu Stock thôi đó. Em bán mấy ngàn đôi nha, nhưng mà thương hiệu này ít lắm. Nó sẽ có cái phần bo lên cái chân này ha. Chỗ này là mình sẽ để chân của mình vào bằng dây, bằng da luôn nha quý cô chú anh chị ha. Stock nó dập made in Italy ở đây. Rồi, ở dưới là Stock size 37.5. Đế cây đẹp quá, đẹp nha quý cô chú anh chị ha. Lên mãi giùm em size 38, 37.5, 38 ok, 38 chân thon hàng Stock. Rồi lên mãi giùm em 8344 390, 8344, 8344 giùm em ha. Rồi em qua mãi nha quý cô chú anh chị ha. Em có một cái đôi này là đôi size nhỏ thôi, nhưng mà nó là da kỳ nhông, da kỳ đà. Form nó nhỏ quá nhưng mà nó cực kỳ chất đẹp nha quý cô chú anh chị ha. Từ trước tới giờ thì có một hai đôi em có da độc lạ này thôi. Trời ơi, da kỳ nhông nè, quá đẹp luôn, màu nâu. Bên trong hàng của Marblem của Pháp hay gì nè, để em coi coi. Thương hiệu giống như Marblem của Pháp nhưng mà dưới đây nó không có ghi made in. Đây đã gia công thêm một cái phần chống trượt, gót cây, đế cây. Size của nó là size 22, là size 34 thôi. Lên giùm em mã 8357390. Da kỳ nhông nhưng mà size quá nhỏ cho nên em bán thì các anh chị mình có thể vui cho con cũng được ha. Hoặc các chị nào mà size thật là nhỏ, size như size cô Tấm thì mình nên lấy ha. Rồi lên mãi giùm em size da kỳ nhông thiệt nha quý cô chú anh chị ha. Mã 8357390.
350. Một cái đôi cực kỳ chất hàng clip on. Clip on mà đính hạt luôn nè. Xe này xe 38. 37 38 thon. Hạt ở trên đây không mất hạt nào nha. Nó có những cái hạt đẹp quá. À, độn lên đế, độn lên chỗ này khoảng 2 cm, trên đây khoảng 4 cm, bên trong lót cực kỳ im luôn, lót da mà nó có lỗ luôn nè. Rồi. Made in Roma gì. Trời chỗ này hạt đẹp quá. Màu trắng tinh tươm hết giùm em. Ở phía dưới đây là nó còn những cái phần chống hạt luôn. Colombo nè, Colombo size 37 38 thon nha quý cô chú anh chị ha. Quá trời chất luôn. Rồi lên mã giùm em đi. Em bán giá 390, mã 8347. 8347 390. 8347 giùm em. Một cái đôi size lộn. Da lộn màu xanh riêu. Size 36. Trời ơi đôi này size 36. Độ mới cao nha. Chất da lộn màu xanh riêu thì nữ em có đôi này thôi. Ở phía trên là cái phần kim loại của nó là còn đầy đủ hết nha quý chú chị. Em còn vài đôi nữ nữa em quay về nam. Da lộn size 36 màu xanh riêu. Quá trời đẹp luôn. Bên trong lót cực kỳ mới luôn. Lót da. Đây chỗ này da lộn luôn, lên tầm khoảng 4 cm. Nó có chữ gì quá trời luôn. Size 36 giùm em ha. Rồi, em bán 390, mã 8335. 8335 390, 8335. Đôi này càng chất nữa nó sẽ là phối hạt lên luôn. Size nhỏ thôi, size 35. Trời có những cái đôi đẹp mà size nhỏ quá. Size 35. Nó sẽ phối hạt ở trên cái phần da lộn ở phía trên, hai bên là vải nha. Nó sẽ phối chứ không phải vải nữa, lưới, chất lưới. Size 35 thôi, ở phía sau nó có cái phần dây kéo. Đẹp quá. Ôi size này mà chất chất 38, 39 là quá ngon. Đây chất lưới nha. Đây da lộn hạt đầy đủ hết giùm em. Chỗ này nó sẽ có phần dây kéo nè. Kéo khá đẹp quá. Phần chống trượt khá ok. Gót là gót cây. Cao lên tầm khoảng 4 cm. Em bán giá 390, mã 8361. Size 35 thôi. Trời ơi rất đẹp luôn mà nhỏ. Em có một đôi bút. Đôi bút size 38. Bút này bút da từ trên xuống tới dưới luôn. Size 38 bút cũng dạng hơi vừa vừa. Nó không phải là bút cao. Đây mềm. Chất nó da thật mềm ha. Bên trong lót và lót lông cực kỳ im. Size 38 giùm em. Đây nó có cái phần một đường lằn kim loại ở phía dưới nè. Mình thấy không? Nó còn đầy đủ những cái chất chống trượt hết giùm em luôn. Size 24 là size 38. Lên mãi giùm em 8340390. 8340390. Em quay về nam nha. Em lên một số về nam nữa rồi em ớt video. Một đôi da cực chất. Size của nó là size 40-41 thôi. Size này 41 hàng ba lì. 41 nha quý cô chú anh chị nha. Này phơm của nó là 41 luôn. Khỏi 40 gì mắc. 41 hàng ba lì. Em về đợt này có này là gọi là nam vương nè, ba lì ha. Da này da thật toàn bộ hết giùm em. Bên trong lót da nè ha. Khoen khóa ở trên đây gọi là nó sáng tinh tươm hết. Chất da nó cực kỳ đẹp luôn. Màu nâu. Bên trong ba lì cực chất. Trời ơi đôi này đẹp lắm quý cô chú anh chị ơi. Ở phía dưới đây nó có cái logo luôn nè. Phần có ba bắp thời gian rồi, có xài rồi nhưng mà còn quá đẹp nha. Hàng thương hiệu nó có cả sọc, sọc y hệt sọc Burberry. Lên mãi giùm em là 8167, 8167 1,1 triệu. Ba lì Italy. Size 41. Một đôi size 40.5, 40-40.5, mũi nhọn, 40-40.5 màu nâu. Cái mũi nó dễ thương lắm. Dục dây. Nó là thương hiệu của Diesel gì nè quý cô chú anh chị ha. Bên trong lót da luôn, cục dây. Cái chất ở trên đây, chất da mới tinh tươm. Ở phía dưới nó còn như chưa chạm đất ha. Diesel dọc ở đây. Size nó 40-40.5. Mã giùm em 8129690. Độ mới khá cao. 8129690. Em có một đôi một găng. Một găng thương hiệu nổi tiếng hình như của Nhật nè. Size 39 nè, mà cái chất da nó cực chất luôn, màu bò. 1 gram. Mình thường nói là cái chất da 1 gram đó xài biết nào hư với cô chú anh chị ha. Cái kiểu của nó rất là đẹp, hai bên nó có bo chung. Bên trong lót là lót da. Rồi ở phía dưới đây là đế cây, gốc cây nó đã gia công thêm cái phần chống trượt cho mình luôn nha quý cô chú anh chị ha. Cao lên tầm khoảng 32 cm. Em bán 790, mã 8163.
rất là chất, 8163 nên lấy. Một đôi giày lười size 42. Đôi giày lười nhẹ nhàng size 42, da nguyên miếng cắt ra. Chất da của nó là màu xám. Bên trong lót là lót da lộn toàn bộ giùm em luôn ha. Rồi ở đây nó có bo chung hai bên nè. Chất da mềm, da nguyên miếng cắt ra, mình nhìn nguyên miếng da giùm em cái sớ này ha. Rồi, dạng giày lười thôi, ở dưới nó còn chống trượt. Rồi lên mã giùm em là 8132690, size 42, 8132690. Một đôi size to. Size 43 44 thon, 43 44 thon, có quả tiết kim loại ở phần phía trên đây. 43 44 thon. Màu đen nha quý vị chú anh chị ha, phủ một lớp bóng. Đây da nè. Rồi lót là lót da giùm em luôn. Đây phủ một lớp chống, đây là kim loại có phủ một lớp chống oxy hóa nè. Gót đế, đế cao lên tầm khoảng 2cm, đây 3cm. Chống trượt ok hết giùm em. Size 43-44 thon, mã 80-84-590. 80-84-590. 80-84. Một cái đôi size to hàng SY, size 42-43 thon. Rồi hàng SY cực đẹp nha, thương hiệu đến từ London nha quý vị chú ha. SY đến từ London. SY này size to 43-44 thon. Nó phủ một lớp bóng độ mới khá là cao. Anh nên lấy đi công sở nên lấy ra, rất là nhẹ nhàng. Phía dưới dập thương hiệu SY của London luôn. 42-43 thon, mã 8151-790. 8151-790 giùm em. 8151. Một đôi mà gọi là da cắt cổ nè, khối dây. Size 41-42 thon. 41-42 thon. Một màu nâu. Cổ phía trên ha. Những cái kiểu này không có gì, chỉ là mình vừa size hay không thôi. Rồi bên trong lót là lót da thật luôn, hàng Tokyo nè, đến từ Nhật nha quý vị chị, chặt thương hiệu Tokyo lót da luôn. Đây mình về mình đánh xi lên là quá đẹp. Ở phía dưới nó sẽ là còn những cái hạt chống trượt, lên giùm em mã 8094-590. 8094. Một cái đôi size nhỏ màu xám, hàng của Land Rover, thương hiệu của Mỹ, size 39. Land Rover ép da cực kỳ đẹp, nó dập với quả tiết kẻ. Quả tiết này là quả tiết gì đẹp lắm. Đây mình nhìn cái chất dập quả tiết vân lạ ha. Rồi hàng Land Rover của Mỹ, Land Rover của Mỹ ha. Phía dưới chống trượt ok hết, size 39, mã 8133-690. 8133-690. Một cái đôi màu bò, nâu bò, hàng Korea. Size của nó là size 39. Một dây. Hàng của Mitsu nha quý cô chú anh chị ha. Mitsu 1989, nó dập ở phía dưới lót bên trong, lót bên trong là lót da luôn nè Mitsu. Một dây nha quý cô chú anh chị. Đế cao lên tầm khoảng 2cm giùm em. Đây. Chất da rất là đẹp, hàng Mitsu. Mitsu của Korea. Còn chấm chữa hết giùm em luôn nè. Lên mã giùm em 8106590. 8106590. Một đôi màu nâu bò khắc lộ cực đẹp, size dài tay. Dạ size 41-42 thon, mũi nhọn 41-42 thon. Bên trong lót và lót da luôn nè quý cô chú anh chị ha. Rồi phía dưới đế cây gốc cây, dập thương hiệu handmade ha. Đế cây gốc cây luôn, cao tầm khoảng 3cm. Lên mãi giùm em 8099, mã 41-42 thon. 8099-590. 8099-590. Size 41-42 thon. Một đôi size 40-41. Trời ơi, đôi này mới, chất da đẹp. Về mình đánh xi bóng lên là quá trời xinh luôn, màu nâu. Buộc dây bên trong lót là lót dạng nỉ. Lót không phải lót da, lót dạng y thịt như là cái chất nỉ vậy đó. Này da cực dày ha, ở phía dưới còn chống trượt ok hết giùm em. Mã 8110590, size 40-41 thôi. Mình có một cái đôi da miếng này của giống như Stop Lider, hàng da miếng, nhưng mà cái này không có gặp thương hiệu Stop Lider, tối màu rất là xinh. Hàng của Korea. Đây, da miếng toàn bộ nha, nó phối màu bò,
trắng xám và màu nâu. Da toàn bộ là miếng, dây buộc cũng là da miếng luôn. Size của nó là khoảng là size 40 thon. Ủa 42 thon chứ. 42 thon, 41, 42 thon. Đế ở phía dưới là màu trắng tinh tươm hết giùm em luôn ha. Da nguyên miếng cắt ra nè quý cô chú anh chị ha. Lên mã giùm em 8068590 8068. Rồi đâu cuối cùng ngày hôm nay là đôi công sở. Da khắc màu đen cực kỳ mới, size của nó là size 41. Buộc dây size 41. Màu đen khắc từ trên xuống tới dưới luôn, bên trong đó là lót da thật nha quý cô chú anh chị ha. Đẹp chưa? Size của nó là size 41, đế cây gót cây, lên mã giùm em là 8080590. 8080 đến 590 này cũng đã kết thúc video ngày hôm nay. Mong rằng với cô chú anh chị mình có thể lựa chọn được những sản phẩm ưng ý. Xin nhận kính chào và hẹn gặp lại.